Kế hoạch năm 2019. Kế hoạch năm 2019. Kế hoạch năm 2019. 1. Đọc sách ít nhất một tháng một quyển. 1. Đọc sách ít nhất một tháng một quyển. 1. Đọc sách ít nhất một tháng một quyển. 2. Giảm cân, giảm 10 kg. 2. Giảm cân, giảm 10 kg. 2. Giảm cân, giảm 10 kg. 3. Học bơi. 3. Học bơi. 3. Học bơi. Đọc. 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 Ít nhất. Ít nhất. Ít nhất. Giảm cân. Giảm cân. Giảm cân. Học